Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Mình mới nghỉ vài ngày bởi vì ở quê có đám cưới đứa em. Và về quê rồi mình chợt nhận ra một điều, đấy là bây giờ không còn là những cái tên như là Oppo, như là Samsung ở dưới quê nữa các bạn ạ. Mà bây giờ toàn là iPhone luôn. Ui, kinh thật sự luôn các bạn. Bất ngờ về cái điều này luôn. Thì bây giờ iPhone nó không chỉ len lỏi trong những gọi là giới trẻ nữa đâu các bạn ạ. Mà bây giờ iPhone còn đến tay các cô dì, chú bác, những người lớn tuổi. Và iPhone ở đây gồm rất nhiều các cái thể loại khác nhau. Những người có điều kiện kinh tế thấp một chút xíu thì có thể lựa chọn những con iPhone kiểu iPhone 11, 12, thậm chí là những con iPhone đời cũ như con iPhone 8 Plus vẫn còn này, rồi con iPhone 10S, 10S Max các thứ rất là nhiều luôn. iPhone 11 thì phải nói là cực kỳ nhiều. Còn những ai có điều kiện hơn thì có thể chơi những con 3 mắt như là mấy dòng kiểu Pro Max này, hay chơi những con kể cả xịn sò như là dòng 13 Pro Max các thứ rất là nhiều. Thì mình mới chợt nhận ra một điều, đấy là tại sao Apple, tuy rằng nhá, cái mức giá của nó ở phân khúc rất là cao, mà nó lại vẫn có một cái sức hút mãnh liệt như thế, kể cả cái vùng quê là những người có điều kiện kinh tế không quá nhiều, nhưng tại sao họ vẫn cố gắng để mua một cái iPhone. Ok, mình cũng hỏi một vài người và đây sẽ là những cái chia sẻ mình muốn nói kỹ hơn ngay trong video ngày hôm nay. Và bây giờ thì nói kỹ hơn ngay trên trời nhé. Hãy khoan nói về những chiếc iPhone đời mới. Bởi vì iPhone đời mới, nếu như các bạn để thấy một điều thì giá bây giờ nó thật sự khá là cao. Ví dụ như con iPhone 15 Pro Max này, giá tại bên OneWay Mobile cho những chương trình sale tốt lắm thì nó cũng sẽ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 20 mấy triệu, không hề rẻ một chút xí nào. Và cái phiên bản thấp nhất bây giờ mình nhớ không nhầm là khoảng 29 triệu gì đó. Thì nói chung các bạn có thể tham khảo đường link phía bên dưới. Những con như iPhone dòng 15 Pro thì nó sẽ thấp hơn, rồi iPhone 15 Plus sẽ thấp hơn chút xíu nữa, iPhone 15 thông thường còn tốt nữa. Nhưng cái quan trọng là iPhone nó có cái đặc điểm đầu tiên, đấy là giá trị vòng đời sử dụng của nó là rất lâu. Vậy nên kể cả là các bạn có mua những con iPhone đời cũ cách đây khoảng tầm vài năm, tức là cách đây khoảng tầm 3 năm, thì các bạn cũng có thể tự tin sử dụng nó thêm khoảng vài năm tới nữa. Đấy là lý do vì sao những người ở quê ấy, những người mà họ không quá quan tâm về yếu tố công nghệ, họ không quá quan tâm về yếu tố này nọ lọ chai, rồi là thậm chí là họ cũng không quan tâm đến việc đây là update điện thoại hàng năm, thì họ muốn có một cái điện thoại đúng theo cái ý nghĩa, đấy là nó sử dụng rất lâu về sau. Và thậm chí mua một cái điện thoại cách đây tầm vài năm rồi vẫn có thể sử dụng được thêm vài năm tới nữa. Và cái yếu tố ở đây chúng ta phải bàn đến, đấy là nó cũng bền. Ok, lỗi vặt thì rất là nhiều, điện thoại nào cũng có. Dùng không đúng cách hay là dùng theo kiểu phá thì kiểu gì nó cũng sẽ hỏng rất là nhanh thôi. Nhưng mà các bạn cũng hiểu là tâm lý những người ở quê ấy, thì họ sẽ vẫn muốn có một cái điện thoại rất là bền. Vậy nên yếu tố này là chúng ta phải khẳng định với nhau. Ví dụ bây giờ muốn những con như iPhone 11, đúng chưa? Mấy năm rồi, khoảng là 3 năm rồi, 4 năm rồi. Các bạn có thể tự tin sử dụng nó thêm tầm khoảng 3 năm nữa không? Vẫn ok. Và bây giờ nhìn vào kể cả những con như iPhone 8 Plus chẳng hạn, nó đã rất là cũ rồi, bao nhiêu năm rồi các bạn, đấy, dùng thêm 1-2 năm nữa với những tác vụ cơ bản vẫn cứ là ok. Và rõ ràng cái yếu tố này thì chúng ta không thể nào bàn đến một chút xí nào nữa cả. Và cho dù các bạn bỏ tiền ra số tiền rất là lớn, những con như là 15 Pro Max, hay thậm chí các bạn bỏ số tiền ít hơn như những con như iPhone 15, thì chúng ta cũng không cần phải đắn đo quá nhiều về vấn đề để dùng được thêm bao nhiêu năm nữa. Nó vẫn cực kỳ là lâu dài về sau. Đấy là yếu tố đầu tiên để tâm lý những người ở quê lựa chọn một cái iPhone. Yếu tố thứ hai á, có thể các bạn không tin đâu, nhưng ở quê tìm kiếm những món phụ kiện thì thật sự đó một thứ gì đấy nó quá khó. Ở quê mua phụ kiện là gì? Ra mấy cửa hàng điện thoại, ra Thế Giới Di Động đấy, ra FPT Shop, ra những cái siêu thị rất là lớn. Cái việc mà chúng ta mua hàng online ở quê bây giờ nó đã phát triển hơn rất là nhiều rồi, nhưng nó vẫn là một thứ gì đấy nó thật sự là không tiện bằng việc đi ra cửa tiệm. Mà các bạn có tin không, đi ra tiệm á, thì phụ kiện của Samsung, Oppo, Xiaomi còn không có luôn. Đấy, Samsung với Oppo là cũng có một tí. Đấy, Vivo, Xiaomi các thứ không có luôn. Còn riêng phụ kiện của iPhone thì từ ốp lưng, cường lực, phụ kiện dán len các thứ, sạc cáp, tai nghe các thứ, nó có một tràng luôn. Đấy. Ngay cả một cái yếu tố nhỏ như vậy là liên quan đến cái phụ kiện, các bạn có thể thấy là tìm phụ kiện của iPhone ở quê nó còn dễ. Những cái hãng kia thì thôi, quá khó luôn. Thì chưa nói gì đến yếu tố đấy là linh kiện sửa chữa đâu các bạn nhé. Bây giờ mình nói một cái đơn giản thôi. Ở quê, một trong những cái mà chúng ta cần phải thay nhiều nhất, đấy là cường lực. Thì cường lực ở quê dễ kiếm vô cùng. Cái yếu tố thứ hai cũng rất dễ cần phải thay thế khi dùng điện thoại ở quê, đấy là cái màn hình. Rơi vỡ nhiều quá mà, cho bạn trẻ con nó chơi nhiều mà.
thì thay màn hình iPhone ở quê nó cũng dễ hơn rất nhiều so sánh với thay màn hình của Samsung, của Oppo, của Xiaomi hay của Vivo, Realme các thứ. Đấy, chỉ riêng với hai yếu tố này thôi các bạn cũng có thể thấy là chọn iPhone ở quê nó cũng đã là một cái lựa chọn nó an toàn hơn rồi. Đấy, nó còn chưa kể cái việc thay pin sau một khoảng thời gian dài chúng ta sử dụng pin nó bị chai đi thì thay pin ở dưới quê nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều khi so iPhone với bất cứ một cái thương hiệu nào khác. Và đây cũng lại là một yếu tố nữa mà thật sự các bạn phải ở quê các bạn mới nhìn nhận ra được cái vấn đề này trên một cái iPhone. Rồi, yếu tố thứ ba, cái này có thể các bạn không tin đâu, nhưng mà rất nhiều các cô dì chú bác ở quê thì vẫn có cái suy nghĩ trong đầu là iPhone chụp hình đẹp hơn so sánh với phần lớn những cái điện thoại Android. Cái yếu tố này chúng ta sẽ không thể chắc được những người ở quê, bởi vì những cái điện thoại ở quê mà mọi người có thể tiếp xúc đến được hầu như hoàn toàn đều là những cái điện thoại chính hãng. Và trong chính hãng, ở ví dụ như là bây giờ chúng ta bàn về thế giới di động, có cái cửa hàng ở quê để mà show trưng bày những sản phẩm ra để mà mọi người có thể trải nghiệm á, thì là gì, cầm vào một cái iPhone 15 Pro Max, ok, cùng lắm mới cầm được thêm cái E4 Ultra. Thế chứ còn những con điện thoại mà chụp hình đẹp hơn, những con iPhone bây giờ toàn đến từ Trung Quốc thì đào đâu ra mà trải nghiệm, tiền đâu mà mua về trải nghiệm, nó không có đâu. Nên là trong suy nghĩ của rất nhiều người thì auto iPhone chụp hình đẹp, iPhone chụp hình nét, iPhone chụp hình thế này thế kia. Và rõ ràng yếu tố liên quan cái camera thì nó là thứ khiến cho Apple iPhone luôn luôn có một thứ gì đấy nó khác biệt so sánh phần lớn những chiếc điện thoại Android mà chúng ta đang được bán chính hãng tại Việt Nam. Ngay cả như mình này, mình dùng với cả S24 Ultra thì cái kiểu hình của S24 Ultra là mình vẫn thích hơn iPhone 15 Pro Max một tí. Nhưng đối với những người lớn tuổi hay đối với những người mà ở quê ấy, thì có khi họ không quan tâm đến yếu tố đấy nhiều đâu. Họ sẽ quan tâm đến yếu tố đấy là chụp hình bằng app cái nào đẹp hơn thì auto là iPhone đẹp hơn. Đấy, cất con này luôn. Các bạn hiểu vấn đề rồi đấy. Đó là còn khi mà so sánh với một vài những cái điện thoại kiểu đến từ Oppo, ok, chụp hình chân dung các thứ rất là đẹp, nhưng mà nhìn nó đã không sang bằng, nhìn nó không kiểu thể hiện đẳng cấp bằng các thứ đấy. Nên đấy cũng lại là yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần phải bàn đến nữa, đó là giá trị về mặt thương hiệu và để khoe điện thoại. Ở đâu mình không biết, nhưng riêng ở quê, yếu tố để khoe điện thoại, mình nói khẳng định luôn, nó được xếp đến hàng đầu. Cái điện thoại có thể nó không cần biết bất cứ một cái tính năng gì bên trong, thậm chí những người lớn tuổi, những cô dì chú bác không cần biết bất cứ một thứ gì trên một cái iPhone. Cái duy nhất họ cần quan tâm đấy là gì? Đấy là pin nó tốt. Mấy người lớn tuổi chỉ cần biết mở cái camera lên để chụp hình, xem lại hình và lướt Facebook, Zalo. Bây giờ thì thêm cái TikTok. Thậm chí nhiều người không biết cả mua hàng Shopee. Thậm chí còn rất nhiều người không biết chuyển khoản hay sử dụng những cái ứng dụng liên quan đến ngân hàng trên cái điện thoại cơ. Nên cái thứ duy nhất họ cần ở đây là gì? Một cái điện thoại phải đẹp, phải đắt tiền, phải sang, và chỉ cần mở được cái camera lên chụp hình, quay phim và họ lướt được mạng xã hội, thế là đủ. Và những cái như thế thì yếu tố để khoe điện thoại đây, để khoe cái logo quả táo này thì chắc chắn nó hơn đứt tất cả các thể loại khác. Chúng ta là những người kiểu dân chơi công nghệ, chúng ta là những người trải nghiệm công nghệ thì không quan tâm về cái yếu tố khoe điện thoại làm gì, nhưng những người ở quê họ khác lắm mọi người ạ. Nên đây, cái yếu tố này cũng lại là một yếu tố tiếp theo chúng ta cần phải bàn đến nữa. Và đương nhiên một trong những cái cuối cùng đấy sẽ luôn là pin. 10 người dùng iPhone những cái dòng Pro Max thì cả 10 người đều nói pin thực sự rất là trâu, pin tốt, khỏe. Và ai cũng sẽ đều nói về một yếu tố đấy là so sánh với những cái điện thoại Android thì pin của iPhone nó trâu hơn. Đương nhiên là vẫn sẽ có rất nhiều người nói về iPhone pin yếu bỏ mẹ ra. Đấy là những người dùng những con iPhone đời quá cũ, máy cũ đã có sử dụng, hay là những cái dòng điện thoại nhỏ. Thì điện thoại nhỏ pin yếu nó là chuyện chấp nhận. Còn điện thoại to giống như dòng Pro Max 13, Pro Max 14, Pro Max bây giờ là 15 Pro Max thì ai cũng khen pin trâu. Và ở dưới quê, pin trâu cũng lại là một yếu tố tiếp theo mà thật sự mọi người rất cần đến đấy. À, đấy là còn chưa kể cái vụ mà hôm vừa rồi mình khai sáng cho rất nhiều người cái vụ gửi hình AirDrop. Dưới quê thì cái auto gửi qua Zalo thôi. Đấy, gửi hình sao qua Zalo thôi. Kiểu gửi nhớ gửi HD đấy. Xong mình bảo đây, con chỉ cho cái này này, bật AirDrop lên gửi sang file hình gốc luôn, nét căng luôn. Đấy, bây giờ các bà cũng tự gửi cho nhau được luôn đấy. Nó cũng lại là một cái yếu tố liên quan cái hệ sinh thái mà mọi thứ nó đều cực kỳ đơn giản khi đều có iPhone với nhau. Đấy cũng lại là một cái giá trị tiếp theo mà rõ ràng là iPhone họ mới làm được. Đấy, nên quay đi quay lại, nói sao thì nói, mình chê iPhone được rất nhiều thứ. Thật sự chê iPhone 15 Pro Max hay là thậm chí rất nhiều những con iPhone đời trước, rất nhiều thứ về sóng kém này, về máy nóng này, về tụt độ sáng màn hình rất là nhanh này, hay là về rất nhiều yếu tố khác liên quan đến mặt trải nghiệm phía bên trong, và đặc biệt là so sánh với cái giá tiền dựa trên cái giá trị mà nó mang lại. Nhưng không thể phủ nhận được là vẫn sẽ có rất nhiều người ngoài kia bỏ ra một số tiền lớn để chọn một cái iPhone cũng chỉ bởi vì những lý do mà mình vừa nói đến mà thôi. Đặc biệt là nếu xét ở những cái gọi là vùng quê
thì những cái giá trị vô hình mà một cái iPhone mang lại nó là còn càng trở nên phù hợp hơn. Đương nhiên, chúng ta khu vực thành thị, chúng ta những thành phố lớn thì những yếu tố đấy nó không quá quan trọng. Nhưng khi xét vào những cái vùng nhỏ hơn, mà nói thẳng ra, thành phố lớn thì chỉ tập trung ở Hồ Chí Minh, Hà Nội, cùng lắm ở Đà Nẵng, các thứ. Còn ở những cái vùng quê với rất nhiều những cái thị trường còn len lỏi và rất nhiều những người dám chịu chi bỏ ra một số tiền lớn cho một cái điện thoại ấy, thì đấy thậm chí còn là một cái thị trường nó màu mỡ hơn nhiều nữa cơ. Và rõ ràng Apple chạm được đến cái đối tượng khách hàng này, thậm chí là chạm được đến cái số đông những cái tệp khách hàng cực kỳ chất lượng này. Và đấy là thành công của họ, không phủ nhận được các bạn ạ. Và các bạn nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Và liệu các bạn có chọn iPhone bởi một trong những lý do mà mình vừa nói đến hay là không? Comment luôn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên check giá tại Onway. Chúng ta có thể mua hàng online với chi phí tốt và tiết kiệm được rất nhiều tiền tại đây này. Thế nhé. À đừng quên, đến mua offline cũng được, giá vẫn thơm. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.